Chào mừng các bạn đã đến với kênh Anti-Stress The Buddy. Hôm nay mình sẽ chơi tab game. Một số game nổi bật như là Little Singham, Slenderina, Spooky Carnival, một số game khác. Mời các bạn cùng xem nhé. Mình nên chơi từ level mấy nhỉ? Hay chơi từ đầu đi? Okay, chạy thôi. Yeah, I hate when people send gifts. Whatever, let's check this crap. Chuột vào phòng ngủ của nó đây. Điện phải lấy đĩa phô mai. Oh my god. Chết chưa? I hate rats. Get off my bed, you filthy creature. Mày bảo sao không chết? Mày đi là ác quỷ mà trong buổi nóng người ta không? Kỳ quá. Xương trong phòng học. Đặt nó vào giường ngủ này. Oh my gosh, there's a ghost in my house. Mà này mình sẽ cho nó chọc đầu luôn. Time for a hot bath.
forever. Ok, mình sẽ chuyển sang lead sinh nam. Làm thí thể dục thể thao gì? Thôi mình có tận 338 huy hiệu rồi mà. Ui, còn nguy hiểm này. Tiếp thì vỡ mồm. Gì vậy ta? Về vào màn đánh bốt rồi. Đá một cái, đá hai cái luôn. Trick đấy. Đây là một trick đấy. Nhanh tay vào sẽ lại được hai viên. Tiết kiệm được thời gian mình hơn. Đừng có chạy nữa. Đứng lại đây. Ha
À, thôi lần này không bấm hồi sinh nữa. Tiếp theo sẽ là Slenderina. Ok, Slenderina The School luôn. Như lần trước mình chơi là mới kiếm được có 7 chìa khóa. Xít thắng. Không thể tìm nổi chìa khóa thứ 8 đâu. Đôi khi nó rơi dần những chỗ mình không thể nào mình ngờ được. Như là rơi trên sàn như này, sàn thì màu trắng, chìa khóa thì màu trắng, sao mình tìm được? Ê, gì căng thế? Một cái nè, mình rút kinh nghiệm mình sẽ tìm thật kỹ. Anh để gì đâu đúng không? Ăn máu pháp. Một cái nữa này. Quả tầm 1 hơi ít. Tìm kỹ phát, tìm kỹ, tìm kỹ. Tầm này có mỗi 2 cái thôi á. Thế thì không ổn rồi. Kiểu này chắc còn rơi rớt trên cầu thang nữa. Không có bông rồi nhỉ. Ba cái. Một chiếc chìa khóa nữa. Thật đấy. Bốn chiếc. Một chiếc hộp áo. Hả? Tăng lại rồi. Thank you.
mình cũng sẽ chuyển sang một tựa game tương tự như theo Slendina nhưng mà là ở nơi khác. Chơi ở tầng hầm. Một cuốn này hai cuốn. À, còn một chiếc chìa khóa xin nó thì bỏ lỡ mất. À, chắc quên. Quên mất, không kịp quay được. Cuốn cuốn rồi này. Mất chỗ này được cụt mà. Rồi cháu có gì? Năm quyển rồi.
san quyển còn lại nằm ở đây. Và thôi, vì thời gian có hạn nên là mình sẽ chuyển game khác vậy. Học tí giải trí Zombie The Tsunami. Thấy đồng cái sóng thần có khỏe luôn. Ôi trời, mất nó mới 9 con rồi này. Đến gì đây? Sạch. Oh, the game. Spooky cannibal. Ơ, khóa đâu hết rồi. Chết. Quả đấy là quay lại, quay đầu lại là bị nó bắt rồi. Chỗ này rất là dễ vấp này.
biến đi em. Đuổi dài thế nhỉ. Ơ nó đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Không thấy đâu luôn. À kìa. Cái chiếc khóa cam này là khóa trắng. Ừ, khóa cam thì nhìn như màu đỏ. Ok. Thì sẽ đến cái cuối cùng hôm nay. Một chút giải trí. Đấu vật. Rồi không? Được thế nào? Ơ ơ anh một vui tính chưa đấy. Ôi mạnh thế nhỉ? Đây không phải là máy chơi không? Mà ghê vậy. Thằng kia đấm phát là bay luôn khỏi sàn luôn kìa. Ui ôi. Ui ui. Ôi thằng chả biết thằng nào cũng lại thắng. Ơ bị nó đá rồi. Đều thật. Ôi shit rớt. Ơ không bấm được nút tấn công nhỉ. Rồi rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha.